Thư nói là anh Kinh Quốc chuẩn bị phụ chú Châu Quế bấm mấy cái phim hướng nghiệp. Xong rồi chị mạnh mẽ, chị gọi điện thoại cho anh Kinh Quốc. Anh Kinh Quốc mới nói chuyện với chị, xong rồi dẫn chị đi gặp chú Châu Quế. Chú Châu Quế cũng có nghe biết về sơ sơ cái hoàn cảnh của chị và chú giúp chị. Chú nói là chú sẽ cho con đóng một trong bảy vai chính trong cái phim hướng nghiệp. Sau cái phim hướng nghiệp thì là cuộc sống cũng thay đổi lên. Cái cuộc hôn nhân của Phúc với người chồng đầu tiên là bao nhiêu năm bác ạ? Được hơn 2 năm. Tụi nó sụp xịt với nhau trong gia đình rồi cái là chia tay. Lúc đó Phúc nó sốc lắm. Thành ra tôi cũng đau lắm. Thấy con mình không được hạnh phúc như vậy mà thêm một đứa cháu ngoại nữa thì cũng đau lòng lắm. Giai đoạn đó là Phúc chưa nổi tiếng. Đúng rồi. Chưa nổi tiếng. Cho nên càng khổ nữa. Đúng rồi, thì cũng phải có gia đình hỗ trợ. Chứ quê không quê. Cái giai đoạn đó là Phúc 22 tuổi. Đúng rồi. Mà đã là mẹ của một đứa con rồi. Đúng rồi. Phúc đi lúc đó chia tay rồi là Phúc xin đi làm. Làm ở mấy cái công ty á, rất là khổ. Nhưng mà cứng rắn lắm. Đặc biệt là kinh tế là cha mẹ cho là không nhận. Nhưng mà con còn quá bé thì lúc đó là ba có lên chăm sóc phụ cho anh Phúc không? Không, lúc đó là có dì. Dì cũng đi học như thế này. Dạ. Rồi chị đi làm thì dì coi. Thương quá. À. Mà ví dụ như chăm một đứa bé 4-5 tuổi nó biết nói, nó biết nhận thức rồi được. Còn bây giờ chăm một đứa 1 tuổi mà chúng đó dì lúc đó chắc cũng mới có cũng mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi rồi. À. Dì cũng đi học đại học. Đi sao chăm? Học đại học. Đó. Cực lắm, lúc đó Phúc cực lắm. Đa số những người mà đã đổ vỡ hôn nhân á, họ rất là sợ bị đổ vỡ một lần nữa. Ừ. Và bản thân chị lúc đó em biết chắc chắn là chị cũng sợ. rất sợ. Và chị sợ trong bao lâu thì chị mới hết sợ? Lúc mà ly hôn ra xong rồi nhìn không có hình dung được là sau ly hôn nó như thế nào đâu. Lúc đó chỉ làm cho đã cái tôi của mình thôi. Rồi sau đó bắt đầu cảm nhận được rằng là ly hôn ra con mình nó phải như vậy chịu thiệt chứ nó không phải như những gì mà mình nghĩ nó hoàn toàn nó khác. Mà tụi chị ly hôn đúng cái ngày sinh nhật của bé Xu. Cái ba nó mua về cho cái bánh này, cái kia bé Xu vô thổi thì chị cũng tự ái mà muốn làm gì làm đi, tôi đứng đây tôi ngó vậy đó. Cho nên nó bị thiệt, cho nên chị nói là bắt đầu mới là quyết tâm ở trong lòng là mẹ hứa với con là không bao giờ mẹ đi một bước nữa để mẹ gom hết tình thương cho con, bởi vì con đã bị khiếm khuyết nhiều quá rồi. Đó, một đứa trẻ 2 tuổi thì không nên như vậy. Mẹ sẽ dành hết tình thương cho con. Có bây giờ mà. Anh làm gì mà anh giáo giác quá vậy? Anh rùng quá Lan ơi. Sao? Anh làm gì em dẫn anh đi vô chỗ này nó vắng que vậy? Trời ơi, thì em dẫn anh đi tới thăm nhà bạn cũ của em. Ủa nhưng mà ai vậy? Hôm nay Ngọc Lan sẽ dắt anh Quốc Thuận cũng như là quý vị khán giả đến gõ cửa thăm nhà của một người chị nè. Một người đồng nghiệp của Lan. Một người đồng nghiệp? À, như vậy chắc chắn là anh cũng sẽ biết người chính này đúng không? Chính xác, mà bây giờ em không nói đâu. Mời quý vị khán giả hãy theo chân Ngọc Lan cũng như là anh Quốc Thuận để xem chủ nhân của ngôi nhà này là ai. Anh nghe là con trai hay con gái? Con gái. Con gái hả? Trời, con gái. Ê, bên đây nè. Ủa? Trời ơi, nói gì vậy? Trời ơi. Sao mà nghe giọng mà tiếng biết là hai người rồi nghe. Như Phúc. Trời ơi, thì ra đây, đây là nhà nhân vật mà mình hôm nay tới đây gõ cửa nè. Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp lại đi. Bây giờ chị đang làm gì vậy? Chị mới đi chụp hình quảng cáo về. Ủa gì hả? Xong rồi cái bắt đầu là thôi sắp tới giờ rồi, chị sắp tới giờ cơm mà chị ra chị ngắt đại mớ rau vô xào cái cho có cái ăn. Vậy là mình tới thăm nhà là đúng ngay giờ cơm luôn đúng anh ơi. Cơm, thôi mình tới. Hôm nay là Quốc Thuận với Ngọc Lan đến từ chương trình gõ cửa thăm nhà. Hồi nãy giờ cô ấy á cứ coi như là nói bóng nói gió mình không biết là nhà của ai. Bây giờ thì ra đây chính là diễn viên Như Phúc, một gương mặt rất thân quen trên truyền hình. Hắn lại không đón hả? Mình không có chờ ảnh. Chuyện gì phải khóc, lên xe đi. Đi về đi. Ăn đi em. Cho đó con. Cá. Hai người nắm tay nhau bỏ trốn đi. Chị phải sống thật với tình cảm của mình. Số phận của chị nó đã vậy rồi. Em đừng có nói tới nói lui nữa. Má nghe được má buồn đó.
Anh nói là hai anh em tụi mình là như là 10 năm rồi mới gặp phải không ta? Như Phúc vừa là một diễn viên điện ảnh nè, vừa là diễn viên truyền hình, vừa là một cái gương mặt trên các bìa tạp chí lúc bây giờ. Và sau này Phúc lại tham gia thêm nữa là diễn viên sân khấu. Phúc rất là đa năng. Vậy thì Quốc Thượng gần đây thì lại không thấy Phúc lại xuất hiện trên các phim nè, chương trình truyền hình, thậm chí cả sân khấu luôn. Thì Như Phúc bắt đầu có gia đình và sản xuất các em bé, cho nên đâm ra là mình cứ phải bị cuốn theo cái chuyện chăm sóc gia đình, chăm sóc các bé, nó không có còn cái thời gian nhiều. Thực ra thì trong những khoảng cách mà sản xuất các em bé thì mình vẫn tham gia nghệ thuật, nhưng mà nó bị giãn cách, gián đoạn, gián đoạn rồi giãn cách ra nữa, cho nên là cũng ít dần đi chứ không phải là không xuất hiện như Thuận nói. Em rất là thích chị Phúc ở một cái điểm là 10 năm trước em gặp chị với sau 10 năm chị cũng y chang như vậy. Tức là tính tình không thay đổi là ai cũng biết rồi, mà anh nhìn ngoại hình của chị đi, dốc dáng thì rất là đẹp, da dẻ cũng rất là đẹp. Mà em đang rất là thắc mắc như chị vừa đi làm nè, rồi vừa chăm con nè, rồi em thấy chị còn đi ra vườn, chị hái rau, rồi chị làm cây đồ này nọ. Làm sao mà chị giữ được cái da được như vậy? Hai vợ chồng á có một cái thói quen á là thích khe về sức khỏe. Dạ. Cho nên là tụi chị cứ cập nhật những cái thông tin rất là coi như là mới nhất về những cái gì gọi là sức khỏe. Cho nên nó là về cái vấn đề mà thực phẩm chức năng hay gì á, riêng ông xã chị á là luôn luôn có collagen là cái cần thiết. Dạ. Để mà mỗi ngày, cho nên là hai vợ chồng cứ đều đều ngày nào cũng collagen. Chị uống nước uống làm đẹp Adiva, em uống mà em nghiện luôn á. Vậy hả? Em uống mà em nghiện. Em nói anh ơi, cố gắng cày đi, thay vì người ta nói mình ngày uống một chai thôi, em uống ba chai ba buổi sáng. Trời ơi, lúc đó chắc thành cô gái 16 tuổi quá. Cho em hỏi là khi mà em vô đây em thấy nhà chị là vườn tược, cũng nói chung là cũng khá là rộng rồi, chị quản lý đó bằng cách nào? Chị ở đây với ai? Chị ở với ông xã chị, với các cháu. Ủa chị, vậy là còn ông bà ngoại thì sao chị? Em nhớ là hình như ông bà ngoại là ở Bình Dương đúng không? Ở Bình Phước. Bình Phước. Dạ. Ông bà ngoại có hay xuống đây thăm không? Thỉnh thoảng là ông bà ngoại nhớ cháu xuống thăm. Thỉnh thoảng là bao lâu? Nó vô chừng lắm anh Thuận. Khi là nói ngày mai má đi tới khám hay là má khám định kỳ, rồi xong rồi cái có khi cũng nói nó lù lù thấy ông bà ngoại xuất hiện. Dạ. Tao nhớ nhím quá, tao vô thùng nhím. Mà nhiều lúc kêu ở lại ăn cơm, nó không, tao hung nó xong tao về, công việc chứ còn nhiều. Mà có khi nào mà Phúc đề cập đến vấn đề là mời ba mẹ lên đây ở luôn không? Để mà gần con cháu. Tại vì thật ra thì ba mẹ em lớn tuổi, nhưng mà cái công việc kinh doanh của ông bà từ trước tới giờ thì ông bà vẫn làm. Nhiều lúc còn cho tiền con em đi học nữa. Trời ơi, cái này là bất ngờ đó nha. Đó. Mình cảm thấy rằng là ok, miễn sao mà ông bà cảm thấy happy, vui vẻ ở dưới quê cũng vậy mà lên đây cũng vậy là được rồi. Ủa, ông bà ngoại? Dạ, ông ngoại, ông ngoại. Cầu đường ước thầy nha. Dạ, chào bác. Dạ, con chào ông bà. Khác mình. Con chào ông bà. Ủa, Út chở ngoại xuống hả? Út chở xuống. Mời bác ngồi. Dạ. Hôm nay đi khám định kỳ hả ba? Dạ, khám định kỳ. Dạ. Tái khám. Ủa nhưng mà sức khỏe của hai bác như thế nào mà đi tái khám vậy? Cũng bình thường. Bình thường và định kỳ. Khám định kỳ thôi đúng không? Dạ. Anh, em thấy vậy nè. Bây giờ có hai bác tới rồi, hay là bây giờ mình tách ra đi? Tách ra đi, xong rồi em nghĩ là anh cũng có rất là nhiều cái vấn đề, nhiều cái câu chuyện để anh muốn lắng nghe sự chia sẻ của đúng hai bác vậy, về cô con gái của mình đúng không? Ha? Tạm biệt nha, mình tạm biệt nhau nha. Nghe. Rồi. Chị, em thấy có gà, có gừng. Chị làm gà kho gừng đúng không? Giỏi. Thấy giỏi rồi. Quá giỏi. Trời ơi, nữ công gia chánh em giỏi lắm á. Đây, gà này là ở ngoài vườn chị á. Dạ. Chị bắt vô, xong rồi chị lấy đầu cổ cánh đang hầm nước bển kìa. Một chút mình nấu canh để chị ướp cái nha, ướp cho nó tranh thủ cho nó thấm một chút. Thôi bây giờ để cho nó thấm đi, em chị qua bên này tâm sự. Đúng rồi, lâu lâu mới gặp một lần. Bác, hôm nay thì con mới được có dịp ngồi để mà trò chuyện với hai bác. Con rất muốn biết là ở dưới quê là gia đình của mình ở dưới là làm công việc gì bác? Hồi nãy Phúc có nói là cũng có kinh doanh, nhưng mà con cũng muốn biết là kinh doanh về mặt hàng gì ạ? Trên quê tôi kinh doanh vật liệu xây dựng. Dạ. Với lại làm tôn lập nhà nè. Dạ. Nhà máy tôn lập nhà. Dạ. Ngoài Như Phúc ra thì gia đình mình là còn mấy người con nữa bác? Còn một cô em Út của nó nè. Là có hai người thôi. Cái thời gian mà Phúc mới tham gia nghệ thuật thì bác có lo lắng gì không? Thì làm mẹ mà con nó ở xa thì đương nhiên là lúc nào cũng phải lo hết. Dạ. Rồi sợ nó gặp những cái chuyện không hay. Rồi bây giờ càng ngày nó càng chững chạc lên thì rất là phấn khởi.
cái lúc mà Phúc bắt đầu lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì gia đình của mình có ủng hộ không á? Cũng ủng hộ cháu rồi, cũng tôi mấy lần tôi cũng về dưới đây đi thăm, đi theo với cháu những cái công việc của cháu làm á, thì thấy nó cũng tốt, thành ra cũng yên tâm. Dạ. Rồi mới để lại cho cháu ở lại, vừa đi học và vừa đi theo cái nghề của cháu thích. Ủa chị, nãy giờ em đi từ ngoài cửa em đi vô em thấy chị lặt rau mà em vẫn chưa thấy chồng con chị đâu á. Không phải, hôm nay ngày thường Lan. Sáng anh Tiến đưa mấy nhỏ đi học á, rồi đi làm luôn. Vậy nhưng mà ngày xưa em nhớ là lúc mà chị, cái cuộc hôn nhân đầu tiên của chị á, là lúc đó chị còn nhỏ lắm. Còn trẻ. Nhỏ. Có phải là do vì mình còn trẻ quá, mình còn nhỏ quá cho nên nó gây ra cái chuyện đổ vỡ? Hồi đó thì chị không chấp nhận điều đó, nhưng mà sau này chị chiêm nghiệm lại là đúng là như vậy. Nó không có được cái kinh nghiệm để mà xử lý một cái tình huống. Tại vì sao? Khi mà cái cuộc sống sau này của chị á, tự nhiên có một cái chuyện nó na ná giống như là cái hồi mà cái cuộc hôn nhân đầu của mình, mà tự nhiên sao mà mình lại xử lý nó như vậy, mà lúc trước mình lại xử lý kiểu kia, mà rõ ràng cách sau này là nó tốt hơn. Tốt hơn. Đó, bạn... cho nên đúng rồi, cho nên là do cái chịu mà trẻ là cũng bị ảnh hưởng. Trong cái giai đoạn mà chị ly hôn với cuộc hôn nhân đầu tiên, ông bà ngoại lúc đó có cái ý kiến gì hay không? Nhớ cái ngày ba bé Xu á gọi điện thoại về nói á là tụi con quyết định ly hôn, thì là chị không biết cái là nói hồi nào, nhưng mà sáng 5 giờ sáng là chuông nhà đã nghe reo rồi, là coi như là ông bà ngoại đã ngồi ở phòng khách. Má chị mới nói là má chị với ba chị phải đi cái chuyến xe là 2 giờ sáng để 5 giờ có mặt ở đây, là hỏi coi tại sao hai đứa ly hôn. Không có một người cha người mẹ nào mà muốn con cái mình như vậy hết. Ba mẹ chị cũng khuyên hết lời mà tụi chị cũng nhất định là để cho điều đó xảy ra. Nhưng mà nó giống như là nó diễn ra mà mình không có điều khiển được nó. Tức là mình không làm chủ được. Không làm chủ được. Nó cứ trôi đi. Tới một lúc đó là tự nhiên cái bữa mà đi ra tòa, mà bắt đầu tòa quyết định ly hôn, mới biết là mình ly hôn luôn. Tại vì cái chuyện đó giống như là cái tôi của hai đứa nó quá lớn. Bây giờ em đòi ly hôn thì mình ly hôn. Xong rồi viết đơn xong rồi ký vô. Cái tội vậy mà còn chọc tức nhau. Anh đi nộp chưa? Đó. À, vẫn còn thách thức nhau. Đó. Là lý do là còn trẻ con quá. Đúng rồi, cho nên nó cứ trôi và nó cứ đẩy. Tới khi mà tòa quyết định ly hôn là cả hai đều bắt đầu là nó... hoảng vậy... hồn. Đó. Chị có hối hận không? Điều đó chỉ xảy ra khi mà chị nhìn bé Xu. Lúc đó là sau đó. Lúc đó là chị bao nhiêu tuổi ta? Chị 23 tuổi. 23. Lúc đó là chị phải tích cực để mà cày, để mà lo cho bé Xu. Vì là ly hôn ra thì không có nghề nghiệp gì hết. Rồi cái nghiệp diễn thì lúc đó nó bị gián đoạn lại nữa. Mà phim, là Lan biết phim lúc đó không có gì nữa. Xong rồi chị không biết là làm cái gì để nuôi bé Xu hết. Sau đó chị đi làm ngoài giờ á, người ta không có thuê chị là full time. Hết time. Đó là chị chỉ làm ngoài giờ thôi. Là cái giờ chị làm là 6 giờ cho đến 10 giờ tối. Xong rồi cái chị đi về thì là bé Út của chị á, mà nó chở ba mẹ chị lên ngày hôm nay á, là nó ở với chị, nó đi học đại học, thì là nó cho nó phụ bé Xu, nó chăm bé Xu ngủ. Chị về cái chị thấy nó nằm chị queo có mình á, trời, tự nhiên cái chị cảm, tự nhiên nước mắt nó rớt. Tự nhiên mình xót con mình quá. Con mình đang ở trong một cái căn nhà thì nó rất là rộng rãi, thoải mái. Rồi bây giờ vì cái tôi của mình mà mình để cho con mình ở cái nhà thì nó không có được như ý, như những cái gì mà nó đã được hưởng. Rồi xong rồi bây giờ chị queo con mình, Út thì ở bên phòng của Út. Đó, tự nhiên chị xót xa, rồi chị tự nhiên chị nhìn nó chị khóc. Ôi sao. Và chị vượt qua bằng cách nào? Chị may mắn là lúc chị làm bậc tham ở đó thì là chị vô tình chị gặp anh Kinh Quốc. Yeah. Gặp chị Minh Thư trước. Chị Minh Thư nói là anh Kinh Quốc chuẩn bị phụ chú Châu Quế bấm mấy cái phim hướng nghiệp. Xong rồi chị mạnh mẽ chị gọi điện thoại cho anh Kinh Quốc. Anh Kinh Quốc mới nói chuyện với chị, xong rồi dẫn chị đi gặp chú Châu Quế. Chú Châu Quế cũng có nghe biết về sơ sơ cái hoàn cảnh của chị và chú giúp chị. Chú nói là chú sẽ cho con đóng 1/7 vai chính trong cái phim hướng nghiệp. Sau cái phim hướng nghiệp thì là cuộc sống cũng thay đổi lên. Cái cuộc hôn nhân của Phúc với người chồng đầu tiên là bao nhiêu năm bác ạ? Được hơn 2 năm. Tụi nó sụp xịt với nhau trong gia đình rồi cái là chia tay. Lúc đó Phúc nó sốc lắm. Thành ra tôi cũng đau lắm. Thấy con mình không được hạnh phúc như vậy mà thêm một đứa cháu ngoại nữa thì cũng đau lòng lắm. Giai đoạn đó là Phúc chưa nổi tiếng. Đúng rồi. Chưa nổi tiếng. Chưa nổi tiếng. Cho nên
càng khổ nữa. Đúng rồi, thì cũng phải có gia đình hỗ trợ. Chứ về quê không về. Cái giai đoạn đó là Phúc 22 tuổi. Đúng rồi. Mà đã là mẹ của một đứa con rồi. Đúng rồi. Phúc đi lúc đó chia tay rồi là Phúc xin đi làm. Làm ở mấy cái công ty á, rất là khổ. Nhưng mà cứng rắn lắm. Đặc biệt là kinh tế là mẹ, cha mẹ cho là không nhận. Nhưng mà con còn quá bé thì lúc đó là ba có lên chăm sóc phụ cho nhà Phúc không? Không, lúc đó là có dì. Dì cũng đi học như thế này. Dạ. Rồi chị đi làm thì dì coi. Thương quá. À. Mà ví dụ như chăm một đứa bé 4-5 tuổi nó biết nói, nó biết nhận thức rồi được. Còn bây giờ chăm một đứa 1 tuổi mà chúng đó dì lúc đó chắc cũng mới có... Cũng mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi rồi. À. Dì cũng đi học đại học. Đi sao chăm? Học đại học. Đó. Cực lắm, lúc đó Phúc cực lắm. Đa số những người mà đã đổ vỡ hôn nhân á, họ rất là sợ bị đổ vỡ một lần nữa. Ừ. Và bản thân chị lúc đó em biết chắc chắn là chị cũng sợ. Rất sợ. Sợ. Và chị sợ trong bao lâu thì chị mới hết sợ? Lúc mà ly hôn ra xong rồi nhìn không có hình dung được là sao ly hôn nó như thế nào đâu. Lúc đó chỉ làm cho đã cái tôi của mình thôi. Rồi sau đó bắt đầu cảm nhận được rằng là ly hôn ra con mình nó phải như vậy chịu thiệt chứ nó không phải như những gì mà mình nghĩ nó hoàn toàn nó khác. Mà tụi chị ly hôn đúng cái ngày sinh nhật của bé Xu. Cái ba nó mua về cho cái bánh. Cái bánh này cái kia bé Xu vô thổi thì chị cũng tự ái mà. Ờ muốn làm gì làm đi. Tôi đứng đây tôi ngó vậy đó. Cho nên nó bị thiệt. Cho nên chị nói là bắt đầu mới là quyết tâm ở trong lòng là mẹ hứa với con là không bao giờ mẹ đi một bước nữa để mẹ gom hết tình thương cho con. Bởi vì con đã bị khiếm khuyết nhiều quá rồi. Đó, một đứa trẻ 2 tuổi thì không nên như vậy. Mẹ sẽ dành hết tình thương cho con. Có bây giờ mà Phúc thể hiện, Phúc thể hiện cho hai ba mẹ thấy rằng là coi như là mình lựa chọn sai lầm, và thậm chí là mình sốc, và thậm chí là nghĩ tới những cái điều mà nó không nên không? Cũng có lúc nó suy sụp dữ lắm. Đi làm mà ngất ở trên chỗ làm. Rồi em nó lên đưa đi bệnh viện đó. Thành ra cũng khuyên con hết lời, kêu bằng cố gắng lên vượt qua cái này. Tại vì trong cuộc đời ai cũng có cái lúc sóng gió, thì con phải, cái khúc này là khúc sóng gió nhất đời con phải cố gắng lên. Thì một thời gian rồi cháu nó cũng đi làm, cũng 1-2 năm sau nó cũng nguôi ngoai từ từ. Bắt năm có kêu Phúc về quê không? Có chứ. Không chịu về. Không chịu, không chịu về. Thì về tôi thì khỏi lo. Có giận không? Hả? Không giận. Có khi nào giận như Phúc không? Thì cũng giận, giận chút xíu thôi. Nó bây giờ nói thì nó cũng đúng, nó không về quê thì cũng đúng. Tại vì nó cũng có mặc cảm. Hai bác có thể chia sẻ cho con được biết cái nguyên nhân chính của cái việc đổ vỡ hôn nhân của Như Phúc cho cái hôn nhân đầu tiên của mình đó là cái gì? Chính bây giờ tôi cũng không biết lại lý do nào hai vợ chồng nó chia tay nhau nữa. Chưa rõ luôn đó. Không bao giờ Phúc nói. Không bao giờ nó nói. Là chia tay trong im thấm đúng không? Im thấm. Không có căng thẳng. Không căng thẳng. Mặc dù trong lòng buồn lắm, đúng không ạ? Tôi cũng hiểu một phần nào cái lý do, nhưng mà chưa bao giờ Phúc nó nói ra hết. Tôi nghĩ là chị này còn quá trẻ. Anh chồng trước của Phúc là lớn hơn Phúc bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Thế rồi còn một đứa em chồng nữa. Cô em ở chồng. Ở chung với lại cô em chồng. Ở chung với cô em chồng. Mà cô em chồng thì là cũng lớn hơn chị này 12 tuổi. Tại cô chồng. Em chồng là kế chồng. Yeah. Thành ra ngay từ bước đầu tôi đã nói là con còn quá nhỏ mà con của gia đình. Phương nó là anh cả. Mà em út nó lớn tuổi hơn con thì làm sao mà con là chịu đựng nổi. Mà khi thương rồi thì đâu có cản được nữa. Thì sau này hai người chia tay, điện tôi xuống thì tôi với anh chị ở trên Củ Chi xuống tính là hàng gắn lại. Nhưng mà cái người con rể của tôi đó thì khăng khăng nói là không được, tụi con phải ly dị. Thì mình cũng có một chút xíu lòng tự trọng của mình chứ không nhẽ mình đang nỉ rễ trước mặt bao nhiêu người. Thành ra chia tay vậy thôi chứ tới bây giờ cũng không có. Mà bây giờ cái người con rể đó, bây giờ thằng Phương đó, lúc nào cũng nói với Phúc đó, anh lúc nào cũng tôn trọng ba má, bây giờ cũng như vậy. Rồi con đi học ở bên nước ngoài về rồi rước qua đây rồi gặp vợ chồng tôi muốn chào hỏi vui vẻ lắm, không có gì. Thời gian nó trôi đi rồi cái chị gặp ông xã. Hiện tại thì ông xã chị cũng rất là tốt, rồi yêu thương nó, chăm sóc nó. Nhiều lúc cái mà chị nghĩ chưa ra thì ảnh đã nghĩ tới cái sự an toàn cho nó trước chị rồi.
Cho nên đó là chị thấy vừa chăm sóc chị cũng tốt, chăm sóc con chị cũng tốt. Rồi tụi chị cứ dần trôi hồi nào chị cũng không hay nữa. Rồi chị có thêm baby mới. Dạ. Cái thời gian mà chị buồn nhất như vậy á, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của mình thì chị tâm sự với ai là nhiều nhất? Chị cũng không có chia sẻ với ba mẹ. Vì lý do mất công là ba má mình phải lo. Bây giờ thì coi như cuộc sống của chị đã quá viên mãn rồi. Mà em thấy là ông bà ngoại lại không có ở cùng với gia đình, mà vẫn còn ở quê. Mà ở đó thì Út nó cũng không phải là ở nhà thường xuyên với ba mẹ. Vậy thì ở quê rồi ai chăm sóc ba mẹ? Em thấy ba mẹ chị không? Vậy đó, chăm sóc lại tụi chị. Út thì ở dưới quê, Út cũng ở riêng. Ở riêng nhưng mà ở gần đó. Dạ. Đó rồi xong rồi mỗi lần Út nó đi công tác công chuyện gì là cũng bà ngoại là cái người nấu cơm cho. Và xong chị á, có chuyện gì là má ơi má cứu là lên, rồi là cũng xuất hiện lên. Thật ra thì con cái lớn tới cỡ nào thì cũng là đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ mà, đúng không chị? Đó, cho nên Lan thấy ông bà còn hỗ trợ lại cho dạ. chị nữa. Em hỏi nè, ở nhà chị á, chị có thường hay bày tỏ tình cảm với ông bà như thế nào? Chị có hay tặng quà cho ông bà không? Có, ba mẹ chị không cần, nhưng mà vấn đề nó là hình thức. Ví dụ như ngày hôm nay ba mẹ lên vậy nè, chị có món quà nào bất ngờ dành cho ba mẹ? Ví dụ ngày sinh nhật, ngày lễ cưới rồi này nọ thì là ba mẹ sẽ biết trước, nhưng mà nhiều khi cái ngày hôm nay nó lại là một cái ngày bất ngờ sao? Trời ơi, chị để gọi là bất ngờ. Em sẽ hỗ trợ chị. Trời, bữa cơm sao mà nó đạm bạc quá. Anh ơi, em giới thiệu đơn sơ hóa. Cây nhà lá vườn nha. Gà là gà vườn nhà. Rau là hồi nãy chị Phúc hái là mình biết rồi. Còn cái này hồi nãy chị nói là gì? Bình bát dây. Anh ăn chưa? Chưa. Em cũng rất là bất ngờ chị luôn. Chị có ăn trái bình bát thôi, nhưng mà chưa ăn lá bình bát. Không, đặc biệt cái này là... không phải lá bình bát nữa. Cái này không phải là cái lá trên cái cây bình bát đó anh Thuận. Là cái dây. Dây leo. Dây leo. Cái dây leo ở trên nè. Như Phúc hai giống quá. Em Út là Út ở nhà đó là tài xế. Tài xế ba má nói sợ nó quay qua nó quýnh. Thuận cũng biết luôn là hai bác hồi nãy mới bật mí là nhà chỉ có hai chị em thôi. Không có thêm một thành viên nào nữa hết. Đó bây giờ, ủa nhưng mà là xin lỗi nha, trước khi mình dùng cơm cho con hỏi chút xíu chuyện cái mình nhập tiệc liền ha. Là Út bây giờ là lập gia đình rồi, là cũng đã có một em rồi đó rồi, nhưng mà hai vợ chồng là ở đâu, ở chung với ba mẹ hay là ở xa, ở riêng? Em cũng ở gần ba mẹ thôi. Ở gần thôi, ở gần tức có nghĩa là cũng không ở chung. Không ở chung. Thôi bây giờ chút nữa mình sẽ nói tiếp, giờ không lẽ để cơm cho ruồi nó bu. Con mời ba má ăn cơm. Con mời cả nhà. Em mời ba má ăn cơm, mời anh chị ăn cơm. Gà ngon nghe, gà ngon nghe. Gà rất ngon. Ngoài nè, bà ngoại ăn rau cho đẹp da. Ngon quá. Em nấu đó Thuận. Lan nãy giờ vô đứng nhìn không à. Em hỗ trợ về mặt tinh thần hơn. Lan được lắm, ăn được. Bác ơi, trong hai người con gái này nè, thì hai bác lo lắng cho ai nhiều nhất? Chị này thì nhiều hơn, tại vì chị này con nhiều hơn. Dạ, nhiều hơn. Chị này ở gần, có một đứa đỡ lo hơn. Khi mà Phúc đến với một người đàn ông thứ hai thì cái tâm trạng của bác như thế nào? Bác có lo lắng rằng là, và thậm chí là có sợ là cho con gái mình là sẽ bị một cái lần trục trặc nữa không? Lo dữ lắm. Là nó cứ nhắc nhở con ơi, gỡ con lỡ rồi một lần rồi, lần sau lại con lựa chọn cho kỹ, đừng để một lần nữa nha. Mình là người phụ nữ Việt Nam mà mang tiếng hai ba lần đổ vỡ thì cũng không hay ho gì. Lúc nào cũng nhắc nhở. Nhắc nhở thôi chứ không có ngăn cấm hả bác? Không, chưa biết người ta như thế nào mà sao dám cấm. Dạ. Nhưng mình cũng phải để ý coi cái thái độ người ta tới nhà mình như thế nào, người ta như thế nào. Mình cũng biết dòm xa dòm gần, rồi những người bạn bè cũng dòm ngó dùm nữa. Thành ra cũng càng ngày thì thấy cũng càng yên tâm hơn. Mà điều gì ở anh Tiến làm cho hai bác cảm thấy an tâm và đồng thuận với cái cuộc hôn nhân lần thứ hai? Hiền, thật thà, đối với gia đình thật thà dữ lắm. Không biết ngoài xã hội thì như thế nào, vậy gia đình thì rất thật thà, rất chân tình. Những cái cử chỉ trong lời ăn tiếng nói này kia mình để ý mình sẽ thấy đó, đó là một cái điều mà cũng mừng cho con. Bác, nhưng mà bác có nói về cái nỗi lo của bản thân mình cho anh Tiến biết không?
có hơi hồi đầu mới quen con gái mình thì mình cũng phải nói chứ. Dạ. Nó là cháu nó còn nhỏ, nó đã đổ vỡ một lần rồi. Nếu mà anh tới mà anh thương thiệt tình thì anh hắn tới, còn nếu anh không thương thiệt tình thì anh cũng đừng có coi nó tội nghiệp cho nó. Thì dạ, nó cũng là nhỏ tuổi hơn anh nữa rồi. Anh này anh kia hơi lớn tuổi hơn nhau đó. Dạ. Thành ra cũng lớn cũng lo. Cả con giáp. Thành ra cũng lo, cũng nói riêng với anh thôi. Cái anh mới nói là má yên chí đi, má đừng lo, con không phải như người ta đâu, má cứ yên chí đi. Thì cũng từ cái câu nói đó rồi mình cũng để ý để tứ nhiều lần nữa, thành ra cũng yên tâm. Cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn anh trước. Nếu như có một cái điều gì đó lo lắng mà có một điều gì đó mình chưa làm được cho ba mẹ mình thì đó là những điều gì? Cái ba mẹ em hiện tại bây giờ thì đối với ai cũng vậy, chứ không riêng về em, mà ba mẹ lớn tuổi thì là chỉ mong ba mẹ mình được sức khỏe giống như vậy hoài. Mong, cầu mong cái điều đó nó luôn luôn được như vậy. Bây giờ ngoài sức khỏe ra thì giờ không còn lo gì hết, đúng không? À, vậy thì giờ con hỏi bác Năm nè. À, bác Năm có điều gì còn lo lắng cho bạn Như Phúc này nữa hay không? Cũng có lo một tí tí. Đó, cái tí tí rồi đó. Ừ. Dạ. Ba thằng nhóc sao? Để lo cho nó hành tài. Lo cho nó hành tài. Đóng phim thì đóng phim, nhưng mà làm ăn đang chồng ở đây suốt. Ừ, có khi cả tuần mới về thì còn để mình nó ở nhà thì một mẹ ba con phải lo. Ừ, đó là lo vậy đó. Ráng cố gắng để cho nó học hành tài thành người vậy thôi. Nó về già thì cũng đỡ. Cái đó nó không phải lo tí tí đâu. À, mà lo xa đó, mà lo cái nỗi lo này là một cái nỗi lo không phải là một mình Bác Năm mà của tất cả những người cha người mẹ trên thế gian này. Ừ. Đó. Con cháu là tài sản mà. Nói gì thì nói, để có được ngày hôm nay, phần một cái ơn lớn nhất vẫn là hai người này và với Út. Đó, thì nhân cơ hội này thì Phúc có điều gì muốn chia sẻ với ba mẹ hay không? Em nghĩ là vậy, là nếu như mà chị khó nói á thì mình hãy đem cái món quà mà lúc nãy hai chị em mình chuẩn bị, mình nhờ cái món quà đó để mà mình có động lực mình nói những cái lời với ba mẹ của mình. Chị thấy ok không? Được á. Ok. Ừ, để chị đi lấy nha. Dạ. Trong lúc mà Phúc đi á, anh mới hỏi Út nè, em có cảm thấy người phụ nữ này bản lĩnh không? Bản lĩnh mà. Ừ. Có điều gì em chưa hài lòng ở chị hai không? Có. Có bao giờ hai chị em gây lộn nhau không? Có. Ai thắng? Ai thắng hết á. Đầy thắng. Út được binh hơn, đầy thắng. Chị kia nhịn chị này. Wow. Wow. Má, ba, đây là bánh mà con làm á. Bánh này là bánh nguyệt quế hoa. Đó. Bây giờ ăn thử cái bánh này là chính tay con gái mình làm. Dạ. Không biết bao nhiêu năm rồi ta. Nó là 40 năm. Sao mà đếm năm không vậy ta? Mình mới được thưởng thức cái món bánh chính tay con gái mình làm. Thôi có hơn không bác ơi. Ngon không? Hảo hảo à. Con gái mình làm là ngon, có vợ cũng ưng khen ngon. Má biết sao con chọn cái bánh này không? Cái bánh này con chọn là đặc biệt, nó ăn ngon khi mà phải để lạnh. Để lạnh thì ăn vô mình có cảm giác mát mẻ. Cảm giác mát mẻ là con luôn luôn muốn một cái gì là nó đem đến cho ba má một cái sự tươi mát. Đặc biệt con thích cái này là bởi vì nó có vị ngọt. Ngọt giống như là cái tình cảm con dành cho ba má vậy. Mà đó giờ con không có nói ra. Đây là cái tấm thiệp mà con cũng viết hết cái tâm tư tình cảm của con vô đây. Ba má thương, hôm nay con viết lên vài dòng tâm sự xin được gửi đến ba má. Đây là những tâm sự tận đáy lòng của con mà chưa bao giờ con chia sẻ với bất kỳ ai. Con xin cảm ơn ba má vì ba má đã yêu thương và chăm sóc cho con đến ngày hôm nay. Ngay cả bây giờ mà dù con đã có gia đình riêng của mình, nhưng ba má luôn ủng hộ và giúp đỡ con trong những khi con cần. Con muốn nói là con cảm ơn ba má và yêu ba má nhiều. Con cầu mong ba má luôn luôn khỏe và chăm sóc cho các con. Rồi, ba má cảm ơn con. Cảm ơn ba, con cảm ơn má. Lần đầu tiên mình nghe được
cái lời cảm ơn cũng như là những cái chia sẻ của đứa con gái mà mình lo lắng nhất, bác cảm thấy như thế nào? Giờ nghe được rất xúc động. Con cũng thấy được cái điều đó trên đôi mắt của bác. Ngày hôm nay nhìn thấy bác không? Đây là những giọt nước mắt mà rất là hạnh phúc. Không hề có một sự đau khổ, không hề có một cái sự thiếu sót một cái gì cả. Tại sao lại khóc? Tại sao lại có những giọt nước mắt này? Đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Riêng con thì con thấy bác rất là xúc động và đã có những giọt nước mắt rơi ra. Thì tại sao mình khóc vậy bác? Đọc để mình hiểu con, thương con nhiều hơn. Trước giờ vẫn thương, nhưng mà bây giờ đọc được những cái dòng tâm sự này thương nhiều hơn, yeah. Xúc động nhiều hơn, yeah. Chứ con lúc nào cũng thương hết. Dạ. Cho em được nói vài lời thì thật ra thì đúng như anh Thuận với Lan cũng nói là có những điều nó rất là đơn giản, có những điều nó rất là gần gũi, nhưng mà tại sao mình không làm nó sớm. Thì qua đây thì em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Thuận với cảm ơn Lan đã khơi một cái nguồn để cho em có cái cơ hội để em gửi tới lời cảm ơn ba má em. Chứ thật ra nếu như mà không có cái khơi nguồn đó thì không biết khi nào em mới làm được điều này. Cho dù các bạn là ai, các bạn là những người như thế nào, thì chúng ta hãy luôn là những đứa con bé bỏng của những người cha, những người mẹ trong cuộc đời này. Lan đã thấy sự xúc động cũng như là những giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra ở trong khóe mắt của bác trai rồi. Chứng tỏ là ngày hôm nay sứ mệnh của hai anh em tôi đã hoàn thành, và hoàn thành một cách xuất sắc. Và cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.